ngày tôi chọn một niềm vui, chọn những bông hoa, chọn những nụ cười. Tiểu đêm nhiều lần, chón không kiểm soát là triệu chứng ở người bị bàng quang tăng hoạt OAB. Ích Niệu Khang đã được chứng minh hiệu quả. Ích Niệu Khang giúp giảm tiểu đêm nhiều lần, chón không kiểm soát và bàng quang tăng hoạt OAB. Xương khớp bị thoái hóa gây ra viêm khớp, đau nhức xương khớp, viêm xương khớp bách niên kiện, chứa chiết xuất cây móng quỷ, vỏ liễu giúp giảm viêm khớp, thoái hóa khớp, tăng khả năng vận động ở người bị bệnh xương khớp. Bách niên kiện dùng cho người viêm khớp, thoái hóa cột sống, đau nhức xương khớp. Thế giới mới ngập tràn hương thơm dịu nhẹ, thư giãn. Chứa 100% tinh dầu hoa oải hương Pháp. Downy hoa oải hương nước Pháp mới. Thư giãn với hương thơm bền lâu. Downy mới. Một số bài tập bổ trợ cho chúng ta drop. Bắt đầu. Đưa bóng về hông. Tay trái che bóng. Đúng rồi, mắt nhìn về trước, hạ thấp người, không xoay người ra sau. Người vẫn hướng thẳng, chỉ có hông tách thôi. Và tiếp chuẩn bị. Bắt đầu. Không sao, tiếp tục. Rồi, thấp người xuống. Mỗi lần drop ra muốn thấp người để có thể hạ được thân xuống. Nào, lưu ý lúc tách về hai chân bằng nhau. Rồi, bình tĩnh. Cầm lên đã, rồi tách xong đặt. Rồi, tách xong nhặt lên. Đúng rồi, tốt rồi, tiếp tục. Cố lên nào, tiếp tục nào. Tốt rồi, cố lên. Vươn dài tay ra. Thấp hông xuống, hạ thấp được hông xuống. 5 lần nữa nào. Đặt xuống, phải đặt được xuống. Rồi, nhặt lên. Ok. Xin chào quý vị khán giả của chương trình Mỗi Ngày Một Niềm Vui. Tôi là Nguyễn Thành Trung, huấn luyện viên bóng rổ. Trong số phát sóng lần trước, chúng ta được tìm hiểu về kỹ thuật dẫn bóng cơ bản drop. Tuy nhiên, việc thực hiện động tác trong trận đấu còn phụ thuộc rất nhiều vào phản ứng của người phòng thủ. Chính vì thế, trong số ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu về những phương án tấn công rổ từ động tác drop. Sau đây, chúng ta sẽ tìm hiểu về những phương án tấn công từ động tác drop. Với tình huống đầu tiên là khi được động tác, người phòng thủ giữ nguyên vị trí. Ở tình huống đầu tiên, sau khi chúng ta thực hiện động tác, người phòng thủ vẫn giữ nguyên hai chân, không di chuyển sang ngang hai bên. Chúng ta tiến hành đột phá vào trong để qua người phòng thủ. Một mẹo khi đột phá là khi chúng ta thực hiện xong động tác, người thủ sẽ có xu hướng đưa tay ra với bóng. Lúc này chúng ta sẽ dùng tay không dẫn bóng, trong trường hợp này là tay trái, gạt tay người phòng thủ xuống để dễ dàng hơn cho việc đột phá lên rổ. Với trường hợp thứ hai, khi người phòng thủ di chuyển ngang chặn hướng đột phá. Ở trường hợp này, sau khi chúng ta thực hiện động tác drop, người phòng thủ di chuyển sang ngang để chặn hướng đột phá. Lúc này chúng ta sẽ đổi tay để có thể chuyển hướng vượt qua người phòng thủ. Trong trường hợp cuối cùng, sau khi thực hiện động tác drop, người phòng thủ lùi về sau nhằm chặn đường đột phá. Lúc này chúng ta thu chân ở phía sau lên phía trước, vào dáng ném rổ. Và đó là ba phương án tấn công rổ từ động tác drop. Quý vị và các bạn hãy lưu ý, động tác drop này phụ thuộc lớn vào việc chúng ta đọc phản ứng của người phòng thủ và đưa ra được phương án tấn công sao cho phù hợp.
Những lưu ý để tránh chấn thương khi tập luyện động tác. 1. Khởi động cơ thể. Những động tác vừa rồi sẽ đòi hỏi cơ thể phải di chuyển ở tốc độ cao. Nếu ta cố gắng làm những động tác tốc độ cao như vậy mà cơ thể chưa sẵn sàng, sẽ làm tăng nguy cơ bị chấn thương. Không chỉ vậy, việc khởi động kỹ sẽ giúp hệ cơ xương khớp được linh hoạt hơn, giúp cho việc thực hiện động tác trở nên dễ dàng hơn. 2. Quan sát khi thực hiện động tác. Trong thi đấu bóng rổ, có nhiều chấn thương xảy ra khi có va chạm giữa người dẫn bóng và người phòng thủ. Bằng việc quan sát đối thủ, chúng ta có thể chủ động hơn trong việc đột phá rổ, tránh được những chấn thương không đáng có. 3. Lựa chọn mặt sân đủ tiêu chuẩn. Môi trường tập luyện cũng là một yếu tố ảnh hưởng đến việc tập luyện của chúng ta. Một mặt sân trơn trượt hoặc gồ ghề sẽ làm tăng nguy cơ chấn thương khi tập luyện, nhất là khi chúng ta tập luyện với những động tác tốc độ cao và chuyển hướng liên tục. Chính vì thế, hãy lựa chọn một mặt sân đủ tiêu chí an toàn để tập luyện. Vừa rồi, chúng ta đã tìm hiểu xong về những pha tấn công từ động tác drop. Tôi hy vọng xong số vừa rồi, quý vị và các bạn đã có được những kỹ năng cơ bản để có thể áp dụng để thi đấu đạt được hiệu quả tốt hơn. Và hãy nhớ rằng, bóng rổ là môn thể thao yêu cầu tính kiên trì. Chính vì vậy, hãy cố gắng tập luyện mỗi ngày và theo dõi những số phát sóng tiếp theo của chương trình Mỗi Ngày Một Niềm Vui nhé.